chủ nhân trở về sau một tháng vắng nhà, chú chó lao đến ôm và òa khóc nức nở. Mới đây, một đoạn clip ghi lại hành động của chú chó đối với chủ nhân sau bao ngày không gặp đã khiến nhiều người rưng rưng nước mắt. Theo đoạn clip, chú chó ôm chặt lấy chủ nhân của mình và nghẹn ngào khóc thành tiếng. Được biết chủ của chú chó phải giúp con gái chăm em bé nên đã xa nhà trong vòng một tháng. Đến khi quay trở về nhà, chú chó cưng đã lao ra và ôm chầm lấy cô rồi chảy nước mắt giàn giụa. Cô chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên cô xa chú lâu như vậy. Chú đã khóc rất tủi thân, như thể nói rằng cô chủ đã không cần mình nữa. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít người đã bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của chú chó đối với chủ nhân của mình. Một số bình luận của cư dân mạng sau khi xem xong đoạn clip thấy nó khóc mà thương ghê, như kiểu nó tưởng chủ bỏ nó đó, mừng quá cái khóc tủi thân. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con chó khóc nức nở như vậy, chắc là đã rất buồn trong một tháng chủ vắng nhà. Mọi thứ đều có linh hồn, nhưng loài vật như chó thì không thể diễn tả thành lời. Tôi cũng buồn khi nghe con chó khóc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.